Hello cả nhà, xin mến chào tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Và để tiện theo dõi hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nha. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho những người bạn, những người thân cùng tham khảo, cùng theo dõi ha. Mình sẽ xin chia sẻ một vấn đề về kiến thức, về một cái kiến thức bên lề trong xã hội. Và đây là một cái lĩnh vực mà phải nói là các bé rất là yêu thích. Đó là lĩnh vực gì? Và cha mẹ thì chúng ta nên học hỏi theo những cái gì mà ở trong đó nó thể hiện. Và đây là một cái một câu chuyện, mình chia sẻ một cái câu chuyện về một cái sự mà sống đoàn kết chặt chẽ và có thể vượt qua những cái gian khổ và khó khăn trước mắt để đạt đến một cái thành công mỹ mãn. Đó là câu chuyện gì? Đó là nếu như mà ai đã từng đọc qua tác phẩm Ba người lính ngự lâm của nhà văn hào Alexander Dumas thì hẳn không thể nào quên được một câu chuyện trích quyết, đó là một vì tất cả và tất cả chỉ vì một. Nếu như chúng ta áp dụng cái câu nói này vào một cái xã hội loài vật thì hẳn không thể nào mà chúng ta có thể tìm đâu hơn mà một cái một cái vị trí lý tưởng, đó là một cái xã hội loài kiến các bạn. Và loài động vật nhỏ bé này thì có một cái sống sinh hoạt hợp lý như thế nào và đoàn kết ra sao thì mời các bạn hãy cùng mình theo dõi cái video này nhé. Và chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học gì cho bản thân mình. Xin mời các bạn theo dõi. Cuộc sống nề nếp của loài kiến không phải diễn ra một sớm một chiều, mà là kết quả của bao nhiêu năm tiến hóa. Loài kiến xuất hiện trên hành tinh này đã hơn 100 triệu năm, và ngần ấy thời gian đủ để hình thành một cuộc sống theo quy củ. Theo nhà côn trùng học người Mỹ Brown, thì trái đất có đến 8.000 loài kiến khác nhau. Và tuy nhiên, đó chỉ là những loài được xác định và có tên khoa học hẳn hoi, còn độ 4.000 loài nữa cần được tìm hiểu thêm. Trong số đó có những loài kiến lành, đặc biệt có ích cho nhà nông, và cũng có một số loài hiếu chiến, đủ sức phanh thây bất cứ động vật nào trên trái đất. Kiến có mặt khắp năm châu lục địa với thành phần dày tầng, nào là vua chúa, thợ dệt, nhà nông và cả nô lệ, vân vân. Tất cả những thành phần ấy đều hoạt động vì hai mục đích: mái nhà và dạ dày. Tổ kiến là nơi thiêng liêng nhất mà mọi thành viên phải biết xả thân bảo vệ. Lương thực là cái đích vĩnh viễn trong cuộc đời của một con kiến. Ngoài ra, những việc khác chỉ là hàng thứ yếu. Khả năng xây tổ của kiến thuộc hàng cao thủ trong loài động vật. Kiến có thể an cư lạc nghiệp tại sa mạc nắng cháy hay giữa đài nguyên ẩm thấp, lạnh kinh hồn. Kiến biết chọn vật liệu xây dựng phù hợp với loại đất và khí hậu nơi mình định xây tổ. Thậm chí khi cần để phục vụ cho việc này, kiến có thể thay đổi cả thực đơn, chẳng hạn loài kiến Mimicina chuyên làm tổ ở vùng bán hoang mạc. Chúng chỉ ăn thịt, nhưng nếu món này ít quá thì ăn cỏ cũng chả sao. Loài kiến Versicolor ở Trung Mỹ thì luôn trông nắm ngay quanh tổ, một hình thức tích cóc phòng cơ đáng nể. Trong xã hội quần cư này, mỗi thành viên có một nhiệm vụ riêng biệt, xác định rõ ràng ai nằm chờ xung đụng hay giẫm lên chân kẻ khác sẽ bị trừng phạt hoặc đào thải. Kiến đực thường sống vội vì ngay sau khi làm chức năng duy trì nội giống là chết. Kiến cái sống lâu hơn nên lại bận hơn rộn hơn, nào làm thợ, nào tìm thức ăn, nào canh chừng kiến chúa và trứng, nào làm cấm vệ quân, lính cứu hỏa. Thường thì kiến chúa lo việc sinh sản, chỉ trừ loài kiến Lepidoptera, 20% có khả năng sinh đẻ. Ở loài kiến Camponotus, tất cả kiến thợ là kiến cái đều có tầm vóc nhỏ nhắn, vì công việc xây tổ đòi hỏi sự đi lại thoăn thoắt và không ngừng nghỉ. Những ả dân gian sẽ được xung vào quân đội, những con to hơn sẽ gác cổng, có nhiệm vụ báo động khi kẻ thù xâm nhập. Vòng trong, những con to hơn sẽ bảo vệ lương thực. Vòng cuối cùng, nơi kiến chúa và trứng được đặt trong hoàng cung, thì chỉ toàn những đại tướng cực kỳ thiện chiến và hung hãn, sẵn sàng lăn xả vào bất cứ kẻ thù nào. Ở loài kiến Atta, sự khác biệt này cũng rất rõ. Kiến thợ lo bảo vệ ấu trùng,
chỉ nặng có khoảng 0,42mg, trong khi đại tướng có thể nặng đến 90mg. Loài kiến Calathlyphid ở Bắc Mỹ chỉ sống được 6 ngày là về thế giới bên kia. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để nó tìm được một lượng thức ăn nặng gấp 100-200 lần so với trọng lượng cơ thể. Đối với những loài kiến hung hãn như Phaedolae, Atra, Camponotus, thì một con kiến thợ đã đủ sức bóc thịt một con thỏ trong vòng 24 giờ. Nhưng nhìn những đội ngự lâm quân thì không ai đủ bình tĩnh. Bởi lẽ một Atlan của những loài này nặng gấp 40 lần lính thợ, với cái đầu to gấp 4 lần thân hình của mình và một đôi hàm cực khỏe. Đôi hàm này chỉ có tác dụng ngấu nghiến và xé toạc cơ thể của kẻ thù. Riêng hai loài kiến Eciton và Dorylus thì có một đôi hàm cong và sắc như lưỡi câu, chuyên dùng tùng xẻo cơ thể kẻ thù. Riêng loài kiến Camponotus ở châu Âu thì có khả năng phòng ngự ngược lại. Những đội lính gác ngoài cổng lại là những con to khỏe và hung hãn nhất, đảm bảo ngoại bất nhập. Tiết trong hậu cung, kiến chúa có thể ung dung tự tại, không lo gì hết, vì không kẻ thù nào lọt qua nổi hàng rào phòng vệ rách rời xuống ấy. Lũ này lại dùng đầu để biết mọi thứ lối ra vào của tổ, chỉ có người nhà mới biết cách vào. Đó là mùi đặc trưng của đồng loại, một kiểu vừng ơi mở ra, vô cùng chính xác và tuyệt mật. Loài kiến Mimecocytus ở sa mạc Bắc Mỹ và loài kiến Meliphorus ở Úc lại biết nuôi nô lệ. Chúng bắt về một số rẹp cây treo lên trần nhà để đấy, gặp lúc gạo trâu củi quế, chúng hạ rẹp xuống, hút lấy hút để thứ nhựa thơm ngon bổ dưỡng do rẹp tiết ra. Loài kiến Mimicina và Formicina lại nuôi nô lệ theo kiểu khác. Sau những trận giao tranh tóe lửa, chúng đem tù binh về tổ và vắt kiệt sức lao động của những kẻ chiến bại. Không một kẻ nô lệ nào dám nảy ra ý tưởng đào thoát hay nổi loạn, vì giữa cái xã hội lạnh lùng đầy quy củ kia, nổi loạn là chết. Riêng loài kiến Polyebrus lại thông minh hơn. Một con thiện chiến nhất sẽ giả vờ bại trận rồi tìm cách làm nô lệ tự nguyện. Trong vòng vài ngày, tên gián điệp sẽ tuyệt đối phục tùng, chiếm ngay lòng tin của địch, chờ lúc phất cờ. Đúng lúc mà sự có mặt của nó trở nên quá đỗi bình thường thì bi kịch xảy ra. Kẻ phản trắc sẽ lẻn ngay vào hậu cung giữa ngài hoàng hậu để xoắn ngôi. Sau đó quần thần phải tung hô tân hậu. Đến lúc đó hoàng hậu mới kéo quân về tiêu diệt kẻ thù, tiễn lựa nô lệ phục vụ do cho dòng dõi. Một kế hoạch táo bạo và vô cùng sâu sắc, không thua gì chuyện xưa tích cũ. Nhưng rành mạnh hơn cả có lẽ là loài kiến Neuderi ở Pháp. Do quen thói ăn không ngồi rồi, lũ này sẽ lần la đến tổ kiến Tretamorium, tìm cách đột nhập hậu cung và leo tót lên chỗ hoàng hậu. Do hoàng hậu này có kích thước quá to nên lũ ăn bám yên tâm ẩn náu, cứ chờ ăn bát vàng, kiểu ăn trên đầu trên cổ ấy kéo dài độ một tuần. Sau đó cả lũ lặng lẽ rút lui để đồng bọn tiếp tục ăn bám. Còn ở châu Phi, trò ấy cũng thỉnh thoảng diễn ra với nạn nhân là kiến Anoma. Cứ ngẫm mà xem, giữa tổ kiến Anoma có đến 20 triệu thành viên mà bọn ăn trực vẫn thành công thì thấy ngay ranh ma của chúng tại một số vùng rừng rậm của Brazil và Mexico. Loài kiến Eciton vẫn thường hành quân chở trứng hoặc tìm mồi. Những tấm thảm kiến dày đến 2 mét và rộng từ 10 đến 15 mét và dài từ 3 km là sự đe dọa với mọi thế lực cản trở. Tốc độ hành quân rất chậm, 20 m trên 1 giờ mà thôi. Nhưng kẻ nào dại dột lọt vào tấm thảm ấy là xem như cầm chắc cái chết. Ban đêm để bảo vệ hoàng hậu và kho trứng, cả đàn móc chân vào nhau bao quanh lãnh chúa. Cũng hành quân như vậy, những loài kiến Habarocenus ở Malaysia lại có cách phòng vệ hữu hiệu và thê thảm hơn.
Giả sử kẻ thù quá mạnh phá tan mọi rào cản phòng vệ, thì đến trạm gác cuối cùng cũng phải dừng chân, bởi vì quanh hoàng hậu là hơn 500 quả bom sống sẵn sàng chờ xung trận. Những con kiến tướng mang một bụng chất độc căng tròn, chúng sẽ cắn vỡ bụng lẫn nhau và lăn vào kẻ thù. Chất độc phun tứ tung, giết hại kẻ thù, một hình thức cứu giá vô cùng thảm khốc và oanh liệt. Trên đây là một số thông tin về những loài kiến một vì tất cả. Và xin khép lại. Phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất từ mình nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại nhé.